Tết này tớ được hơi bị nhiều lì xì đây. Này, thế cậu nhìn thấy gì đây chưa? 1, 2, 3, 4. Của cậu có mấy cái? Tớ được bố mẹ mừng cho một cái, ông bà mừng cho một cái, thế là có 2 cái lì xì. Trời ơi, thế mà tớ cứ lại tưởng là nhiều hơn tớ. Thế 2 với cả 4, số nào lớn hơn hả các bạn nhà mình ơi? Tất nhiên là số 4 rồi. Đấy là tại vì hôm nay mới mồng 1 thôi, tớ còn chưa đi họ hàng. Tớ mà đi họ hàng thì chắc chắn là nhiều hơn cậu. Mà không phải, hôm nay tớ được bác của tớ cho một cái túi bên trong nhiều lì xì lắm. Cho một cái túi? Đây này, bây giờ tớ với cậu đến làm này. Một cái lì xì, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái lì xì cơ mà, tớ hơn cậu là chắc rồi. Lì xì này bên trong của cậu có tiền không? Nhưng mà sao trông nó lạ vậy? Nhìn nè, trông giống như là một khẩu súng vậy. Đúng rồi, tớ trông cái này nó cũng hơi lạ lạ. Nó cũng không giống với cái bình thường. Hay là loại mới nhỉ? Lì xì loại mới. Đây này, ở chỗ này nó còn có chỗ bóc ra này. Để tôi bóc ra xem nhá. Bóc á? Ồ, nhưng không mà phải cậu ơi. Nó ghi là bom này. Nani? Lổ á? Ôi thôi. Sao lì xì gì mà lại nổ được nhỉ? Bóc ra hình như là nó nổ hay sao ý? Không phải đâu, cậu nhìn đằng sau này. Thổi lên, sau đó cầm và bóp là nó nổ ra cái gì đó. Để tớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng xem nào. Bóp vỡ túi nước nhỏ bên trong. Ồ, bên trong này có túi nước à? Lì xì lại có túi nước. À, đây đây đây, chỗ này có một cái túi nước này. Thế xong rồi mình như thế nào? Mình phải bóp vỡ túi nước. Thì túi nước sẽ tự phồng lên. Để tớ bóp nha. Vẫn chưa vỡ. Vỡ rồi. Ôi. Nó đang xì xì cái gì lên cậu ơi. Như kiểu bóng bay vậy. Ô đây đây đây. Nó đang sủi 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 ở bên trong này các cậu ơi. Nghe thấy có cả tiếng xèo xèo cơ. Tiếng như kiểu mình rán trứng ấy. Lột tan lột. Xong rồi như thế nào nữa nhỉ? Để xem nào. Ui, xào vào lạnh toát này. Xào vào lạnh toát á? Ồ, giống như là mình sờ vào tủ đá vậy. Để xem nào. Bóp túi xong thì chờ cho cái túi to này nó phồng lên. À, thì ra là cái túi to này này, nó đang phồng lên Trang ơi. Đây này, lúc đầu nó chưa có hơi, bây giờ nó đã có một ít hơi rồi này. Wow, Nhím ơi, hay là cậu cho tớ bóp thử mấy cái túi này nhá. Tớ cũng sờ thấy có những cái túi nước bên trong này. Wow, Trang ơi, nhìn thấy chưa? Những khẩu súng này. Hình khẩu súng. Khẩu súng. Wow, bây giờ nó đã căng hết lên rồi này. Phòng to như quái bim bim. Wow, đẹp thật đấy. Thế mà ở bên nhà tớ không thấy ai lì xì cho tớ giống như của cậu gì cả. Để tớ thử bóp nhá, xem bên trong nó ra cái gì. Ủa, cứ giơ thế này xong bóp thật mạnh đúng à cậu? Đúng rồi, bóp như kiểu bóp súng mình bóp thật mạnh nào. Hả? Nó ra cái này là cái gì nhỉ? Kiểu như là những cái hạt lóng lánh ấy. Đây là những cái hạt kim tuyến. Kim tuyến khổng lồ. Thì ra đây là những cái súng bắn kim tuyến các cậu ạ. Mình chỉ cần giơ lên thế này, bóp thật mạnh thôi là kim tuyến nó sẽ bắn ra đây này. Các cậu nhìn okay, nha. Let's go. Sao cậu tới thế? Tớ là quỷ đấy. Có cái nhiều, có cái ít. Chắc là do quy trình đóng gói. Để tớ thử bắn 2 cái này xem cái nào được nhiều hơn nhá. Ôi, cái này thú vị đấy các bạn. Không được lì xì tiền, nhưng mà mình lại lì xì được cái như kiểu là một món đồ chơi. Để tớ về tớ lại lì xì lại cho các em tớ. Thế là đỡ phải mất tiền cậu ơi. Tớ bảo ngay mà, tớ đã nghe thấy mấy tiếng gì rất lạ. Đây là ai vậy? Hình như là 2 siêu nhân cậu ơi. Đúng rồi đúng rồi, đúng là siêu nhân cậu ơi. Sao vừa mới tết ra mà nó lại đánh nhau được nhỉ? Nhím ơi, đây có phải là người nhện không? Không phải. No. Đây không phải người nhện cậu ơi. Đúng rồi, đây là người nhện thì mới mặc áo đỏ đỏ xong che mặt như vậy.
Không phải, cũng là che mặt nhưng không phải là người nhện. Ui, đánh nhau lại còn ném cả đồ ra ngoài này. Cái gì đây? Cái ông mặc áo choàng màu đen kia chính là người rơi của ơi. I'm Batman. Ui da, tôi cũng nhặt được này. Ui ôi, không được rồi Trang ơi, ở đây đánh nhau nguy hiểm quá, bọn mình phải trốn ra chỗ nào xa xa đi. Trốn ở đây có vẻ an toàn đấy Trang ơi. Mau mau xem chúng mình vừa nhặt được gì nhé. Đây là vũ khí chiến đấu đấy. Vũ khí chiến đấu của người rơi màu đen xì, trông lạ quá. Nhưng mà cái này chiến đấu thế nào vậy? Đấy là khẩu súng. Súng ngắn thế này à? Đâu đây, tớ xem nào. Đây thầy, cái này là cái cho con bóp này. Còn cái này chính là cái mà ke nhằn thế này. Thế nhưng mà đây này, phía trước nó có cái nòng súng này. Băng. Sao không có cái có bóp ở chỗ này nhỉ? Đúng rồi, lạ thật đấy. Nhưng mà chúng mình có súng của người rơi như thế này thì hơi bị ngầu đấy. Thế còn của tớ này là cái gì đây? Hình như cái này mới là của người rơi. Còn cái này là của cái anh người đỏ đỏ vừa nãy. À, người đỏ đỏ là Deadpool cậu ơi. Deadpool hay dùng kiếm để chém. Thế cái này là kiếm à? Kiếm á? Nhưng làm gì có thấy cái mũi nhọn đâu nhỉ? Oh, wow, có kiếm này là kiếm siêu rẻ luôn cậu ơi. Wow, ngầu chưa? Kiếm của Deadpool á? Thế này mà các bạn ở lớp tớ biết thì các bạn ý thích lắm đấy. Cái này nó có sức mạnh gì không nhỉ? Em trên phim cái kiếm này ha, vào buổi tối là nó còn phát sáng đây. Chém ra ánh sáng luôn. Chém ra ánh sáng. Mạnh chưa? Hay luôn này. Cậu nhìn tớ nha. Wow. Đúng rồi, phẳng phiu hết. Kiếm này mạnh đấy. Thế còn cái bảo bối này của tớ nó là cái gì nhỉ? Nhìn như kiểu bàn tay ấy, hay găng tay gì đó cậu ơi. Cậu cầm lấy kiếm của cậu để tớ xem nào. À, cái kiếm này có giúp nào được không nhỉ? Nó có thể thu gọn lại được. Để tớ xem cái này của tớ xem nào. Đây là ba cái móng tay à? Nhưng mà làm gì có chỗ đeo vào găng tay như này à? Đúng rồi. Nhưng mà trông nó cực kỳ kỳ thế nào ấy Nhím ơi. Cậu làm gì vậy? Tớ thấy hình như là cái móng tay này nó có thể dài ra cậu ơi. Nhưng mà sao tớ văng mãi mà không được nhỉ? Hay là cái này phải có sức mạnh của người rơi thì mới dùng được. Vẫn không ra. Trên này cũng không có nút bấm nào. A few moments later. Ui. Wow, cậu ơi. Mà những móng tay đó lên được vậy? Tớ dùng suy nghĩ cậu ơi. Tớ nghĩ nè, dài ra. Thế là tự nhiên nó dài ra luôn này. Wow. Hình như cái này dùng để chiến đấu đấy. Cái này có thể đâm được. Ui, cái này chính là một món vũ khí cực kỳ lợi hại của người rơi như người sói đấy. Tớ thấy cầm nhá, đâm thột cái này, xong rồi chém như này nó được luôn. Đây như kiểu là những cái mũi dao ấy cậu ơi. Kiểu vũ khí chiến đấu của người rơi cậu ơi và người sói. Wow. Vậy thì chúng mình được hai cái món bảo bối này rồi. Có nên giả người rơi với cả đất cun không cậu ơi? Không, tớ nghĩ là bọn mình không nên giả đâu. Bình thường nhặt được cái gì thì phải giả lại. Thế nhưng mà hai cái anh này đã đánh nhau ấy, thế là bọn mình phải giấu những cái vũ khí này đi để cho không còn cái gì để chiến đấu nữa thì mới thôi, mới không đánh nhau nữa cậu ạ.